Xin chào anh em, hôm nay vợ mình sẽ làm kim chi củ cải. Đây là củ cải, cái này sơ chế lúc đầu như thế nào nhỉ em? Bỏ sạch sau đó thái nhỏ miếng vừa ăn, cho muối vào ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó đổ ra cho ráo xong rồi vắt cho nó khô. Đây, ngoài ra còn các gia vị Có khác như là tỏi này, gừng này. Nhà mình không ăn cay được mấy nên là mình cho 3 quả ớt thôi. Táo. Táo này, lê này. Đây, ngoài ra có đường này, giấm này. Cái này là ớt bột, giấm này, đường, muối trắng, có cả muối nhá. Cho muối là cho một ít thôi. À nhẽ là người ta sẽ cho cả bột nếp và cho nó sánh, nhưng mà nhà mình không ăn được kiểu như thế nên là mình sẽ không cho. Cứ tùy thôi. Đây là hành tây. Cho cả lá hẹ cho nó thơm nữa, nhưng mà tối rồi không đi lấy được lá hẹ. Mai cho bà sau. Đấy, cứ đổ đổ ra. Và cho đường mà ớt bột. Ớt này là ớt bột Hàn Quốc. Cái này chỉ cho nó có màu đỏ cho đẹp thôi, chứ thực ra thì nó cũng không cay. Cay là do mấy cái quả nước lúc đầu cho vào. Mình sẽ cho giấm. Mình nửa chai giấm. Chai giấm này là 50 500ml. Xay. Cắm nhá. Chưa cắm bây giờ vợ. Không. Mình lấy muối cho nó. Mới xay một tí mà đã nát bét hết rồi. Đó. Hôm nay cái củ cải em có muối rồi nên mình chỉ cho thêm một ít muối thôi. Cái số đấy mạnh nhỉ. Xong rồi. Xong rồi.
quá lên đây. Mùi rất thơm. Thế là được rồi à? Thế thôi. Nhưng mà ăn được luôn không? Ăn được luôn mà. Nhưng một tí nữa, khoảng 2 phút là sẽ ăn được luôn. Ngon chưa? Hành nó sọc bên mắt cay. Cái hành tây ấy, nghĩa là cái hành tây đấy phải để xong rồi cho vào trong tủ lạnh cho nó đỡ sọc lên để cho nó đỡ hăng thì nó sẽ vui. Nếu mà có lá hết cho bán nữa, nhưng mà tối chả lấy hôm nay đi lấy cho là sao. Chẳng qua là bác thấy thì chuẩn bị cái nó lâu thôi, chẳng một tí là xong cái gì đâu. Nhìn là muốn ăn luôn. Okay.